Sứ vụ cao cả và thánh thiện. Suy niệm tin mừng Chủ nhật 29 thường niên năm B. Ganh tương ganh tị là khuynh hướng xấu ở con người, như Thiên Chúa Giave đã khiển trách Ca-in. Nó nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Sau khi Ca-in đã chiều theo và phạm tội sát nhân, giết chết em ruột mình là A-ben, chỉ vì của lễ của A-ben đã được Thiên Chúa đoái nhận, còn lễ vật của Ca-in thì không. Tin mừng Ma-cô hôm nay kể lại cảnh tranh giành ngôi thứ trong vương quốc tương lai của Đức Giê-xu giữa hai anh em ông Gia-cô-bê Gio-an và các môn đệ khác thuộc nhóm 12 vì tham vọng và ganh tị. Trước tham vọng của hai anh em Gia-cô-bê Gio-an con ông Giê-bê-đê, các môn đệ khác đã ganh tị bực bội, và Đức Giê-xu đã lợi dụng cơ hội dạy các ông bài học về giá trị cao cả và thánh thiện của phục vụ. Đây là bài học nền tảng và cốt lõi của sứ vụ dành cho những ai đi theo làm môn đệ Đức Giê-xu. Sứ vụ ấy là phục vụ, một sứ vụ cao cả của tình yêu, vì tình yêu chỉ được gọi là cao cả khi chủ thể yêu chấp nhận ra khỏi cái tôi kiêu căng, từ bỏ cái mình ích kỷ để quỳ xuống rửa chân cho đối tượng được yêu nhiều lần bất xứng và thấp kém hơn mình. Chỉ cao cả khi dùng quyền được trao không để sử dụng sở hữu thống trị, bắt người khác phục vụ mình, nhưng dùng quyền để trở nên tôi tớ phục vụ người khác, lấy quyền để tự nguyện phục vụ vô điều kiện những kẻ thuộc quyền mình. Đức Giê-xu không phủ nhận sự cần thiết của quyền bính, nhưng quyền bính với Ngài không để thống trị mà để phục vụ. Vì thế, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Và tình yêu chỉ trở nên cao cả khi người môn đệ chấp nhận đi vào logic mới của Ngài. Đó là một logic hoàn toàn đảo ngược với logic quyền bính của người đời, dùng uy mà thống trị dân, dùng quyền mà cai quản dân. Quả thực, nếu giới luật mới của Đức Giê-xu là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, nếu thánh giá là nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người, và Đấng Kitô bị đóng đinh là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, trong khi người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ, thì quyền bính được ban để phục vụ và người có quyền phải trở nên người tôi tớ là điều Thiên Chúa muốn và người môn đệ phải thực hiện. Nói cách khác, Đức Giê-xu đã đảo ngược toàn bộ quan niệm về quyền bính từ bản chất đến mục đích và mời gọi người môn đệ học theo gương phục vụ của Ngài. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sứ vụ phục vụ không chỉ cao cả mà còn thánh thiện, vì mục đích của phục vụ theo gương Đức Giê-xu là giải phóng con người khỏi gông cùm của tội lỗi, giải thoát con người khỏi xiềng xích của nô lệ, giải cứu con người khỏi cảnh khốn cùng tủi nhục, bị đàn áp, bóc lột, hành hạ, và ban lại cho con người niềm vui ơn cứu độ và hạnh phúc được sống đời đời. Sứ vụ phục vụ ấy thánh thiện vì mục đích của phục vụ là đem lại ơn thánh hóa của Thiên Chúa, để mọi người được trở thành thủ tạo mới nhờ ơn cứu độ của Đức Giê-xu, Đấng là Thiên Chúa thánh thiện vì giàu lòng thương xót, mà ngôn sứ Isaiah đã tuyên sấm về Người. Chính Người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ vì chúng ta, bị đâm thủng vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, chịu sửa trị để chúng ta được bình an, phải mang thương tích để chúng ta được chữa lành. Thực vậy, Đức Giê-xu là Đấng cứu độ đã giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của Satan, khỏi cảnh đọa đầy khốn khổ của kiếp nô lệ tội lỗi, bằng tự nguyện làm người tôi tớ để gánh chịu tất cả gánh nặng tội lỗi và thương tích của loài người, hầu chuộc lại hạnh phúc đã mất. Nói cách khác, Đức Giê-xu đã chọn con đường phục vụ để cứu độ nhân loại tội lỗi, chọn phận người tôi tớ để giải cứu tù nhân thống khổ là chúng ta.
Chính lòng thương xót là dấu ấn của Thiên Chúa Thánh Thiện ở Đức Giêsu, người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Đấng đã hoàn thành sứ vụ phục vụ, và như Ngài, người môn đệ là chúng ta cũng phải bước đi trên cùng con đường phục vụ của Ngài. Đó là con đường duy nhất Đức Giêsu muốn chúng ta đi với Ngài, con đường duy nhất Ngài chọn cho những ai yêu mến Ngài, con đường duy nhất dẫn nhân loại về cõi sống. Vì ngoài con đường này, không con đường nào mang lại ơn cứu độ và có giá trị thánh hóa như chính Đức Giêsu đã khẳng định. Con người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Xin cho tất cả chúng ta, dù ở bất cứ phẩm trật hay nắm giữ quyền bính nào trong giáo hội, đều ý thức ơn gọi làm môn đệ Đức Giêsu là trở nên người tôi tớ, phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Bởi thiếu ý thức nền tảng và cốt lõi này, nguy cơ đi ngược đường thánh giá của Đức Kitô, hiểm họa lọt khỏi quỹ đạo của lòng Chúa thương xót và cám dỗ chạy theo khôn ngoan của thế gian sẽ rất lớn, và tai họa khôn lường chắc chắn sẽ ập xuống trên những môn đệ hữu danh vô thực này khi họ đánh mất trái tim hay chạy lòng của người môn đệ và biến chất thành những lái buôn, kẻ chăn thuê, phường trộm cướp khi tim họ rực lửa ích kỷ, ganh ghét và tham vọng sở hữu, thống trị, lợi dụng quyền bính được trao để bắt người khác phục vụ mình.